Mình thì ra trường rồi đấy, nhưng mà cứ đến cuối tháng là lúc trở lại với cuộc sống sinh viên, cùng với bát mì đơn sơ mộc mạc. Mà ăn trưa ở văn phòng á, nhìn phát là biết ai đại sang ngầm. Cứ xách cơm từ nhà đi thì tiền để đâu cho hết. Đau đầu nhức áo qua chưa gì đã cuối tháng rồi. Giờ cái ví đúng là còn cái nịt thôi. Vậy là cố tỏ ra ngạc nhiên nhưng mà biết thừa rồi mà. Thôi lại tìm đến chân ái cuộc đời những gói mì trong tủ. Mình cất ở đâu ấy nhỉ? À đây rồi. Ôi trời, hên ghê, vẫn còn mấy gói Hảo Hảo mì xào hải sản. À, mọi người thử cái vị này chưa? Cái gói xanh lá thì ai cũng biết rồi, nhưng cái gói đỏ này chắc là khó đấy. Có mì vào tủ lạnh tìm ít top. Ô, có con tôm hùm Alaska gì mình mua cho mà suýt để quên đây này. Rồi, hôm nay mì đã có tôm. Ao ước bấy lâu luôn đấy. Ăn mì tôm đúng nghĩa luôn, nhưng mà trước hết thì sơ chế con tôm này đã. Kỳ cọ các thứ xong cho vào nồi hấp. Đấy, nấu nướng bấy lâu có đúng 3 món là mình giỏi nhất. Nấu mì chiên trứng với cả luộc hấp mấy cái thứ đơn giản như này này. U cái là nó chín luôn rồi này. Ôi dồi ôi, mà tôm hùm Alaska thơm quá. Giờ quay ra trụng mì nhá. Cách nấu mì này thì mình không nói chắc mọi người cũng biết thừa. Chứ mì xào Hảo Hảo thì ai mà chưa thử cơ chứ. Chỉ có cái vị hải sản thì may ra mọi người không biết đến. Thú thực là mình cũng mới biết thôi. Đi kèm là hai gói súp này, súp bột với súp sệt. Đấy, trụng mì với nước sôi úp lại như bình thường thôi. Đợi đâu vài 3 phút cho mì nó nở ra rồi chín thì mình bắt đầu gắp ra đĩa. Đấy, quanh đi quanh lại đến cái bước cuối cùng rồi cho nốt hai gói súp vào là xong. Ôi dồi ôi, nấu mấy loại mì này đúng là mình nhắm mắt cũng làm được. Cái gia vị muối vẫn cứ là đặc trưng của mì Hảo Hảo. Giờ nghĩ lại cái cuộc sống hồi sinh viên á, một tuần chắc phải đến 5 ngày mình ăn mì tôm, mà trong đấy cũng 2-3 lần mì xào là ít. Gì nấu được gói mì ra để xin hay cái gì? Thôi thương tình cũng cuối tháng đấy, cho gói mì ra tự nấu đi. Quay lại đĩa mì của mình thì giờ thiếu mỗi topping nồi gắp nốt con tôm hùm Alaska ra là xong. Ai giải đúng cuộc sống sinh viên nghèo, anh em nhân viên nghèo. Cứ đến cuối tháng là ăn mì tôm trừ bữa thôi. Mình nấu xong bát mì cũng mà vừa khéo giờ ăn trưa của văn phòng. Đây đây đây, chính là gương mặt đại gia ngầm. Ngày nào cũng cơm từ nhà mang đến. Ôi giời ơi. Dù đặt trà sữa thì cũng say nâu, chỉ có nước hoa quả tự vắt rồi. Ôi giời ơi, chị tôi để tiền đâu cho hết chứ lị. Quay lại với cái đứa bạn mình thì chán rồi, cũng mì như tôi mà trông nó còn hẻo hơn vì không có topping. Này này nhá, của ai người đấy ăn, đừng có mà chọc ngoái. Nãy giờ là cũng làm mấy miếng mì rồi, thôi mình quay sang ăn topping nhá. Trời ơi cái con tôm, ôi giời ơi gạch kìa. Hay là chúng ta, ôi giời, nhưng mà nói tóm lại là rất là bắt mắt. Hôm nay bát mì tôm của mình nó thực sự real. Hãy tách cái phần vỏ của nó ra để xử lý cái phần thịt bên trong nào. Nhưng mà quay đi quay lại thằng bạn mình cũng cùng kiếp trắng túi. Cũng thương thương thôi thì cho nốt cái phần còn lại của con tôm nhá. À, chịu khó bóc tí càng là có ngay thịt đấy bạn ơi. Nhưng mà không, thằng bạn mình nó có voi nó vòi tận đâu ấy. Đang xin sẵn miếng thịt để ăn được không? Dạ đây, tôi chiều bạn quá rồi. Thôi ăn đi mà lấy sức làm việc ha. Trả lại cái đầu tôm lát nữa bóc cái càng cùng ăn ha. Ê mà mì xào vị hải sản rất thơm ấy, cũng rất ngấm gia vị vì mình trộn đều sốt mà. Sữa mì cũng dai mềm vừa phải nữa. Đang ăn mà đọc được ốc cái gì 100 triệu ở trong gói mì á. À, gói này không có, đợi xem gói khác nha. Thôi lần sau cứ mua nhiều nhiều, đi đâu hay du lịch thì cứ mang theo, biết đâu bóc ra trúng thật. Đợi xíu để mình khui luôn gói mới xem nào. Biết đâu ăn được cái 100 triệu ấy là có tôm hùm Alaska ăn cùng mì cả tháng luôn. Thôi mọi người đừng kỳ vọng mà mình xui lắm. Đấy mọi người, cuối tháng mà cũng rỗng túi thì có thể tham khảo mì xào cùng tôm thật như mình nha.